Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng công cụ quảng cáo nâng cao Power Editor ở trên Facebook, giúp cho chúng ta có thể tối ưu hóa quảng cáo bằng cách là chia nhỏ đối tượng quảng cáo của chúng ta. Thì đầu tiên là bạn sẽ vào mục đó là trình quản lý quảng cáo ở trên Facebook. Sau đó thì bạn vào trình quản lý quảng cáo và chọn đến Power Editor. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo nên một cái chiến dịch mới bằng cách là chọn vào nút tạo chiến dịch. Sau đó đặt tên cho chiến dịch, ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt là VHT5.1.02.01.18 chẳng hạn, và cái ngành mà chúng ta tạo cái chiến dịch này. Sau đó thì chọn cái mục tiêu chiến dịch theo cái mục tiêu mà bạn muốn hướng đến. Ở đây tôi sẽ chọn đó là tương tác với bài viết và đặt tên cho nhóm quảng cáo. Sau đó thì đặt tên cho quảng cáo. Và chọn là lưu vào bản nháp. Sau khi tạo chiến dịch thì nó sẽ báo là một cái mục có lỗi, đó là cái phần quảng cáo này chúng ta cần phải tạo cái bài viết cho cái bài quảng cáo của chúng ta. Thì bạn chọn ở đây là chỉnh sửa quảng cáo này. Và đây thì chúng ta sẽ chọn một cái bài viết ở trên cái trang mà chúng ta muốn quảng cáo. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chọn trên trang Happy Homestay và chọn đến một bài viết. Ví dụ như một quảng cáo một cái bài đó, cho thuê nhà ở tại Vòng Hoa Thám chẳng hạn. Đó, sau đó thì chúng ta chọn đóng lại. Sau khi chúng ta tạo quảng cáo thì chúng ta sẽ vào mục nhóm quảng cáo. Sau đó thì chọn vào chỉnh sửa. Chúng ta có thể chỉnh sửa cái nhóm quảng cáo này. Đối với ngân sách ở đây thì chúng ta có thể chọn là ngân sách hàng ngày thì nó sẽ chạy liên tục 24/24 giờ, và chọn lịch bắt đầu và lịch kết thúc. Ở phần này thì tôi sẽ chọn là ngân sách trọn đời. Bây giờ tôi sẽ chạy liên tục trong 5 ngày liền thì chọn ngân sách giữ là 100.000 và thời gian chạy là từ mùng 21 cho đến mùng 7 tháng 1. Và sau đó thì chọn vào là chạy theo lịch trình. Tôi sẽ chọn là chạy từ 7 giờ sáng cho đến 24 giờ hàng ngày. Đối tượng đây thì tôi sẽ chọn đối tượng mà đã lưu. Ví dụ như ở đây là sử dụng HT5 PN, độ tuổi là từ 19 đến 20, và có thể chỉnh sửa cái đối tượng này. Chúng ta chọn này. Rồi. Thì cái phần mà đối tượng và nhắm mục tiêu này thì tôi đã chia sẻ cái cách để chọn ở trong cái video lần trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ đóng nó lại. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ cái phần vị trí quảng cáo và tối ưu phân phối này thì chúng ta giữ nguyên. Sau đây chúng ta đóng nó lại. Và chọn vào xem lại mục nháp. Chọn xác nhận. Và đây nó vẫn báo là có mục có lỗi ở cái phần quảng cáo thì chúng ta vào cái quảng cáo này chúng ta chỉnh sửa lại. Và chưa loát được cái bài viết thì chúng ta vào chúng ta chỉnh sửa lại một chút. Thank you.
Và như vậy là cái bài quảng cáo của chúng ta đã được giải quyết cái lỗi này. Và sau đó thì chọn vào xem lại một nháp và chọn vào xác nhận. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại một nhóm quảng cáo để chúng ta tạo nên những cái đối tượng theo từng cái độ tuổi rồi. Thì chúng ta sẽ chọn vào để sao chép cái nhóm quảng cáo này ra thành nhiều nhóm khác nhau. Thì cái nhóm bắt đầu là chúng ta tạo là ở độ tuổi 19 đến 20. Và chúng ta sẽ tạo tiếp các nhóm khác một cách chọn tích vào cái nhóm này. Sau đó chọn vào sao chép. Ở đây chúng ta sẽ tạo nên các bản trùng lập. Chọn chiến dịch gốc và số bản sao của mỗi nhóm quảng cáo này. Chúng ta sẽ tạo thêm 4 nhóm nữa, là tổng là có 5 nhóm. Chúng ta chọn vào sao chép. Thì ngay lập tức là Facebook sẽ tạo cho chúng ta 4 nhóm tương tự. Chúng ta đóng nó lại. Sau đó chúng ta chọn tích cả 5 nhóm này và chúng ta lựa chọn vào đó là phần chỉnh sửa và chỉnh sửa độ tuổi. Đây chúng ta sẽ lựa chọn đó là độ tuổi cho từng nhóm này. Nhóm gốc đó là 19-20. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ chọn là 21 cho đến 22. Nhóm tiếp nữa là 23 cho đến 24. Nhóm tiếp đó là 25 cho đến 26. Và một nhóm nữa là 27 cho đến 28 tuổi. Đây chúng ta có thể chỉnh sửa cái tên của nhóm này để cho chúng ta dễ dàng phân biệt, để khi mà chúng ta nhìn vào có thể thấy được các thông số và đo lường. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27, 28. Sau khi chỉnh sửa xong cái độ tuổi thì chúng ta chọn lưu lại và vào mục xem lại mục nháp này. Sau đó chúng ta chọn là xác nhận. Và như vậy là đã hoàn tất cái việc xác nhận này. Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách này. Chọn vào chiến dịch này. Đây, nhóm đã hoạt động. Đã hoạt động và phân phối. Và nhấn vào thì sẽ thấy là ở bên trong là có tất cả là 5 nhóm. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là chọn vào chỉnh sửa từng nhóm vào. Và sẽ thấy là cái độ tuổi này. Ở đây và có một vài lỗi thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa lại một chút. Rồi và sau đó chọn là chỉnh sửa độ tuổi. Rồi, chúng ta cần phải chọn lặp lại 2 lần. Hai bảy, hai tám rồi. 23 cho đến 24 và 25, 26 và chọn lưu lại, chọn xem lại mục nháp. Sau đó chọn vào nút xanh để xác nhận. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại xem đã hoàn tất chưa. Chọn chỉnh sửa. Đây 25, 26 tuổi. 27, 28. 21, 22. 23, 24 và 19 đến 20. Và như vậy là chúng ta đã hoàn tất. Và cái chiến dịch của chúng ta đã chạy và phân phối cái bài quảng cáo này. Và bạn có thể thấy đây đang hoạt động rồi. Và trong này là nhóm thì có 5 nhóm và tương ứng với mỗi nhóm là một cái bài viết quảng cáo của chúng ta đã chọn từ ban đầu. Chỉ vài phút là cái Facebook nó sẽ phê duyệt cả chiến dịch này.
Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video chia sẻ tiếp theo của tôi.